quá dữ rồi, quánh nhà cửa sập hết trơn, chơi nhà khác đi, chơi nhà này quánh quá trời quánh rồi. Hello, 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 chào tất cả anh em nha. Chào tất cả anh em, trở lại với kênh của Phương Đam Mê Vlog nha anh em. Đó, hôm nay lên một số đồ nha anh em. Đó, em cũng lên mấy cái lô lô nằm nè anh em. Đó, clip trước thì lên cũng khá nhiều đồ ha. Thì hôm nay lên mấy cái lô nằm nữa nha anh em. Đó, thanh lý nữa nha. Đồ tất cả là thanh lý thôi. Với sẵn em test cho anh em cái con này luôn. Con đẩy với con ấy là con đẩy với cặp thùng trà bá lửa nè. Đó. Gắn bánh xe chịu mới nổi nè anh em. Nó nặng như lắm khi không nổi đâu. Đó. Với coi có thời gian thì em thanh lý luôn mấy cái con mấy khoang này luôn đi chứ, mấy khoang đục nữa kìa nè. Thấy chưa? Đó. Khoan ba chức năng bê tông từ lơ me chứ nè. Đó, miễn có thời gian nha, thời gian thì chơi luôn. Rồi, không có nói dài dòng nữa anh em ơi. Đó, em sẽ dựng máy và sẽ báo giá từng đơn cho anh em luôn nha anh em. Anh em trước khi vào giao thì cũng như mỗi khi em sẽ chúc cho anh em nhiều sức khỏe làm ăn phát đạt nha anh em. Đó, hôm nay là ngày 17 tháng 10 năm 2024. Đó, em lại lên rất là nhiều sản phẩm nha. Mấy con này thì không có test, tại mấy con này chắc còn trong thùng khỏi test đi. Đó, mình chơi hên xui nha anh em. Mấy con mới ít có sống lắm. Đó anh em nói biết rồi ha. Anh em thông minh hiểu rồi, em nói vậy là anh em hiểu ha. Nói ngược đó anh em. Rồi thì đầu tiên em vô con này đầu tiên nè, ôi giời nó còn trong bọc luôn nha, đấy là Novio đó, ok nha anh em, music gì karaoke music nè, con này thì bass 20 nha anh em, trời ơi ba đường tiếng bass 20, quay xung quanh cái coi, bắt đèn lên coi, anh em nó có luôn nè, ủa nó ngược hả, quay lại coi, chầm lại quay, đây con này anh em Audio Pro, đó con này là Korea hàng liên danh Made in Việt Nam. Đó hàng liên danh nha anh em, 200W nó. Ok, 6 ohm, 8 ohm. Rồi. Con này bass 20 nha, mới chưa qua sử dụng. Đó, lên giá. Trời con này đẹp gọn. Thùng nằm nha anh em. Đó. Vario lên giá này bass 20 nha. Đó, chép thì 10 khoang hai bên hai con. Rồi lên giá này đi. Đó, đồ chưa qua còn bọc luôn nha anh em. Còn bọc luôn nha. Mã cuối của clip vừa rồi là mã 23, thì em lên mã tiếp theo là mã 24 nha anh em. Rồi 24 lên giá con này. Giá nhiều đen mới nữa, con này quá đẹp rồi. Rồi, để này con này cho em có giá là 500k đi, ghi vô 500k, đó bass 20 anh em, rồi tiếp tục. Tiếp tục em lên một cặp này. Xe này coi. Ôi vui, xe nhẹ. Cho nên con này nằm lộn bên kia, con này nằm bên kia này nha. Nè anh em. Đây con này là con bass 30 anh em. Chép lựu đạn. Đó, clip trước em cũng lên rồi thì bán cũng được vài con rồi, cũng clip này thì còn chắc còn một cặp. Đó, thì con này là bass 30 nha anh em. Lo sân khấu. Chưa qua sử dụng nha. À, đồ mới chưa qua sử dụng nha anh em. Lo sân khấu. Thì em lên một cặp. Lên giá luôn. Lên giá này luôn đi. Ừ. Một cặp nha anh em. Thì mã là mã 25. Ghi vào. Đó, để em đọc lại từ từ nha. Thì bass này là bass 30. Chép thì chép lựu đạn hay gọi là quả tiễn. Đó. Thùng sơn xăng, đồ chưa qua sử dụng thì em để cho anh em với giá là 1 triệu ghi vào. Mã 25. 1 triệu nha anh em. Đó 1 triệu, rất là ok anh em. Rồi cứ đi vài vào gì vào thôi. Đó. Nói lộn lử luôn. Cái con này con gì đây? Gì? Cường Thịnh vậy nè. Rồi, bây giờ là con này con gì đây? Khui ra. Trời ơi. Rồi có cặp mi nữa anh em nè. Có cặp mi đó nha. Đó dây nguồn các kiểu lấy ra ngoài. Có cặp mi và dây nguồn nha. Ui con kẹo kéo anh em ơi. Dỡ lên vậy. Rồi dỡ lên đây tao lấy thùng ra cho, bỏ mạnh lên. Đó. Ôi dồi. Có mi luôn nha anh em. Trời con này đẹp như mới. Na nó mắt. Nè. Con ma nó mắt con bass này 40 nha anh em. Tè đồ mới nè, tem bọng chưa bung thấy chưa? Đó, đồ mới. Đồ này chưa qua sử dụng. Ủa dồi nó mới như vậy nha anh em. Nè. Đó. Bass 40 nha anh em. Trời ơi, ai mà chơi này được ta? Bán uổng vậy nè, tem chưa bung nha anh em. Đó thấy chưa? Không biết có bình trong đây không chứ tem là tem chưa bung nha. Đây nè, tất cả tem chưa bung thôi nha. Rồi lên giá đi. Lên thùng rồi nè. Đang nó để vô thùng lại, đang đi cho nó gọn. Có đồ mút luôn nha nè. Có đồ mút luôn, lên giá nó đi. Đó, là 25. 26. 26, 26. Thì em để con kẹo kéo 40 này cũng để cho anh em với giá là 1 triệu nha nè, hàng của Nano mắt. Rồi, 1 triệu. Rồi mã 26 1 triệu đã đi qua, bắt đầu lên mã tiếp theo nữa nha anh em. Rồi, lên mã tiếp theo nha anh em. Đó, mã theo lại là một cặp lo nha anh em. Lo nằm nha. Ủa vui còn bọc luôn. Hiểu là Pro Audio. Xé cái coi. Chết mồ rồi hết thấy đường rồi. Con này không biết bass nhiêu luôn. Đó một cặp nha anh em. Rồi sau lưng đây có thông số may quá. Nè anh em. Đó.
Con này có thông số quánh 4 ohm 8 ohm nè. 200W. Đó, hàng Korea nhưng mà liên danh USA, ấy lộn liên danh Việt Nam cái gì? Hàng Việt Nam liên danh USA liên danh Korea nghe nè. Nhức đầu con này quá, con này chắc bác 25 quá, khá to. Rồi, chắc bác 25 á. Lên giá em này đi. Con này không có thùng nè, nhưng mà có gì nè. Ok nghe nè. Con này khá to. Rồi, lên giá. Thì con này mã số mấy? 27, thì em để con này cho anh em với giá là 800k ghi vào. 800k bác 25 nghe nè. Rõ, 800k cho con này nha. Con này hiệu gì đây? Xé cái nữa rồi. Đồ mới chưa qua sử dụng nha, Euro bờ rồ nghe nè. Đó. Rồi. Xong, một thằng. Mã là mã 27 nha. Đó. Con này là đợi vậy nè. Đó. K3 test nha nè, Pro Audio nha. Đó. Rồi con này thì 800, rồi khu này các con. Con này con gì ta? VVO hả? Rồi móc ra đi. Để lên trên kìa, đó. Móc ra là một con thôi, một con thôi. Ủa vui, con này bass nhiêu vậy? Bass 20 nha nè. Con VVO giống con này kia luôn rồi. Rồi, con VVO nha. Đó. Đây nè anh em. Rồi. Korea nha. Rồi em sẽ lên con này luôn. Bass 20 3 đường tiếng, lên giá đi. Rồi giá không thùng đi. Mã mấy? 28. Mã 28 nghe nè. 28 em sẽ lấy con này cho anh em, cặp này cho anh em với giá là. Con này nãy ngoài hả? Ở ngoài thì 500 hả? Còn con này ở trong thùng. Ghi vào. 600k, ai muốn nó trong thùng. Trong thùng là 600k, ở ngoài thì 500k. Đó. Rồi mã 28 600k cho con này nha anh em. Đã đi qua, bắt đầu lên mã tiếp theo nữa nha anh em. Em tiếp tục lên mã tiếp theo nha anh em. Mã theo là một con cặp gì đây? Để vậy nè. Đó, Super Rower réo nha. Mở bên trong đi cho chắc. Rồi khui cái bên trong vậy. Trời ơi con này bụi. Rồi dỡ bên trong đi. Khui vào. Con này nặng rồi nha. Ủa vui cầm nặng. Đó, 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 đợi lại. Ừ. Ủa vui con này. Trời con này ngon rồi nghe anh em nha nè. Màng bọng ok nghe anh em. Đó để là mi ra mát. Con này bên trong đỉnh à. Đó. Ok, tình trạng quay lại cái. Quay lưng lại cho quay lại cái. Đó. Rồi đọc ngược luôn, lật ngược lại cái quay. Lật lại ngược lại. Cho chữ ngược lại. Rồi, ở gì luôn đi. Nè anh em. Đó, em đọc thông số nè. Audio Pro nè, con này thì 200W. Đó hàng Korea nhưng mà made in Việt Nam anh em, hàng liên danh không mà anh em ơi. Rồi lên giá đi. Lên giá trên thùng mình nè. Một cặp nghe anh em. Ủa nó sức ở ngoài luôn rồi. Tới công chuyện luôn rồi. Nè, trời của tử to nè. Ủa dù ơi. Đó con này dán là được anh em. Trời ơi mạnh tay sức luôn rồi. Sức thì chơi lên giá luôn đi. Lên giá cũng lên lá luôn. Đó nó sức nha. Anh em về gáp lại cái này cũng dễ lắm anh em. Mã mấy? 29. Cặp này để cho anh em với giá là 600k. Sức thì 600k nha nè. 600k mà 29 600k. Đã đi qua bắt đầu lên mã tiếp theo nữa nha anh em. Rồi lên mã tiếp theo anh em. Đó. Cái này là gì đây? Ủa vui cái này là gì đây? Nè anh em. Đó, ok nha. Ủa tới hai cặp luôn nha anh em. Này hai cặp nha. Rồi mở ra mới biết nha. Rồi khui cái đi. Khui này coi con này con gì đây. Ủa con này đỉnh nè. À. Dỡ vào. Còn bọc bìa nha anh em. Đó. Rồi để lên. Con này là N N và N nè. Đó, ok. Nước vải là gì quay lưng lại. Đó, có số luôn. Cũng Audio Pro đó. Cũng hàng Korea made in Việt Nam nha, hàng liên danh nha. Đó, công suất 200W. Rồi. Con này chắc bass 20 quá. Rồi lên giá đi. Lên con này trong thùng. Mã mấy? 30. Mã 30. Thì con này cho anh em với giá là giá gì đây? 600k đi. 600k nghe nè, 600k. Rồi. Thấy cái thùng này có giống nhau luôn không? Giống nhau lên luôn. Ủa này khác mà. Ủa vui khác thì quay là dễ là. Con này khác nghe nè. Cái hiệu giống trong thùng giống nhưng mà khác ngoài. Đó. Ủa. Cũng giống hệt là cũng NK nhưng mà cái con này thì lứ gì? Lứ mũ nè, ê căng mũ, con này ê căng sắt nghe nè. Rồi. Cũng lên giá nha luôn, giống thịt luôn đó anh em ơi. Thì ra nhau mà có một cái lứ ê căng mũ với ê căng sắt thôi. Rồi lên giá này sắt nha. Đó luôn đi. Mã này 31 nè. Đó. Bass chắc 20 phải không ta? 20 quá. Để con này cho anh em với giá là 600k nha. Đồ chưa qua sử dụng thùng nằm nghe anh em. Đó, hai này thùng nằm không? Bây giờ lên thùng nằm là nhiều á.
Rồi mã 31 600k đã đi qua, bắt đầu lên mã tiếp theo nữa nha anh em. Rồi lên mã tiếp theo anh em. Đó là một con cũng là một thùng lo, nói chung mấy tàn toàn lo nằm thôi anh em. Lên lai gai đi. Rồi, mở bên trong ra đi. Nó cái thùng nó hình dạng gì nè. Có khi thùng này đồ kia không chừng, con này nặng lắm nha. Úi giời ơi, bự. Ơi đứt. Trời con này. Úi giời ơi, nè để lên trên luôn. Quá dữ con này rồi. Con này con gì mà nặng dữ vậy? Hết thì đường ở trong mà quá 25 nha anh em. Quay lại. Quay thùng lại, con này khá nặng nha. Đó. Mua đen nằm đâu? Xé luôn. Úi giời ơi, giờ nè anh em. Nó không để gì cho nha. Con này nặng lắm nha, lên giá này cho tôi. Đó. Lên giá. Mã này 32. Mã này mã 32 nha anh em. 32. Đó. Con này để con cho anh em với giá là cái giắc này giắc như vậy là không có tao tao luôn anh em nè. Đó, để cho anh em với giá là 900k, ghi vào 900k nha anh em. Đó, đồ mới chưa qua sử dụng. Rồi tới bên đây đi. Con nào nặng quá tính theo nặng nè. Rồi tới này nè. Bánh này ra. Kéo lên. Ồ, con này cũng nặng lắm ta. Úi giời. Rồi. Con này bắt nhiêu ta? Bắt 20 nha anh em, 3 đường tiếng luôn. Quay lại. Quay lại coi thông số có. Có thông số luôn. Nè, để vậy nè. Đó, hàng liên danh USA nha, lộn liên danh Korea nha nè. Đó, hàng Việt Nam. Liên Việt Nam gáp, con này cũng 200W luôn, lên giá luôn. Đó. Con này nói chung là mã mấy? 33. 33, em bắt này bắt 20 nha, 3 đường tiếng để cho anh em với giá là giá nhiều trời, 600k luôn đi. Giờ cho anh em chơi cho dễ. Rồi 600k nha anh em. Mã 33 600k đã đi qua, bắt đầu lên mã tiếp theo nữa nha anh em. Rồi em lên mã tiếp theo anh em. Đi qua mấy này tiếp. Đó. Khui luôn. Nó giờ chỉ khui thôi, hết biết được thằng nào rồi. Khui đi. Ủa rồi, phan từ từ. Trời nứt chút xíu nha anh em. Nè, nứt chút xíu nha. Rồi nứt y căng á. Dở rồi. Úi giời ơi, nặng hả? Nặng hay gì? Úi giời ơi, nè. Bát 20 luôn anh em. Đó, bát 20 nha. Nè, mới rồi. Cây nó gì đó nha. Rồi đằng sau nó cũng bị gan anh em. Đó, cũng bị gan thôi. Nó cũng hai con này 200W nè. Đó, cũng là hàng Korea thôi. Lô là lô Korea nhưng mà hàng liên danh nha, Việt Nam gáp. Rồi. Lên giá này luôn. Đó. Lên giá 34. Mã này 34 nè. Đó, bát 20. Để con này cho anh em với giá là nó bị nứt nhẹ thì để cho anh em với giá là 500k. Nứt cây căng chút xíu thôi nha. Đồ mới rồi nè. Rồi xong, tới qua đây đi. Đó. Đồ này không thử nha. Đó, nếu là anh em mà không mua thì em thử là em phải bán giá cao chút nha nè. Đó, không thử thì bán giá vậy đó. Cui. Ủa dồi con trời nặng gì? Rồi. Úi dồi ôi. Đây nè anh em. NBN. Con này bán 25 nha. Đó, gắt đẹp nha anh em, quay lại ơi. Quay đít lại. Đó. Đây cũng bị gan thôi anh em ơi, giống hệt à. Nè, 250W. Rồi. Lên giá con này. Mắt này bán 25 nha anh em. Đó. 25 quá. Rồi, mã này 35. Em để con này cho anh em với giá là nhiêu đây? 800k nha nè. 800k. Đồ mới chưa qua sử dụng. Rồi mã 35 800k đã đi qua. Bắt đầu lên mã tiếp theo nữa nha anh em. Rồi tiếp tục lên mã tiếp theo anh em. Đó. Lên nữa. Nói chung lên nào hết lo thôi, cũng gần hết anh em, còn mấy cặp mà. Lên cho anh em hết luôn cho nó chắc ăn đi. Nè. Ủa rồi. Cái vỏ thùng anh em đừng quan tâm nha, quan tâm bên trong đi. Đó, em gỡ bên trong sau là chơi vậy đó. Khui này coi, ui nặng, khúc bức đó rồi. Đó, ui con này nặng lắm nha. Dở lên chừng cách mọc. Cách thiệt rồi, thấy không? Nó mặn nặng mà. Đó. Ủa dù ui, bắt 25 nha anh em. Đây, con này nặng nha. Con này hiệu khác nha. Lucky, trời ơi chơi Lucky luôn. Ủa dù ui. Đó, thì nói chung đồ mới, chưa qua sử dụng. Đó, nè, vỏ thùng đó nè. Con này thông số nằm đâu có tiêu chân rồi. Đó, con này khá nặng anh em, lên giá luôn đi. Bắt 25. Đó, 3 đường tiếng. Mã này 36. Thì em để con này cho anh em với giá là 800k nha anh em. 800k. Đó, clip này thì bán vậy đó, clip sau đó, có thể là mở bên trong không chừng. Đó, rồi. Khui này ra. Anh em chơi nào chơi anh em. Chơi hết vỏ thùng xong tới máy móc cho anh em luôn nè. Đó. Rồi test nhạc cho anh em cái con này luôn. Rồi. Ủa vô con này nặng dữ gì sao? Ui rồi nổi không nha. Quá nặng. Trời ơi con này. Con này là Nalomat nè anh em. Đó. Bốn ốc lục giác là hiểu ha. Nặng nha anh em. 3 đường tiếng bắt 25 luôn. Con này khủng bố nha.
Con này chắc giá trên trời quá. Nè. Đó, hàng này thì hàng của thằng gì đây? 300 watt lớn ngay nè, made in Việt Nam nha. Rồi đồ này đồ đúng Việt Nam luôn, nhưng mà đồ xịn nha. Rồi lên giá con này đi. Lên con này. Giá con này hơi căng, con này nặng lắm anh em. Đó. Mã 37. Thì để con này cho anh em với giá là 1 triệu. Nó bự mà nó nặng. Em tính cái số nặng thôi anh em, nặng là chơi giá cao à. Rồi 37 1 triệu cho cặp bát 25 của thằng gì đi, 4 ốc là anh em hiểu ha. Đó, hàng Việt Nam nhưng cũng hàng công ty anh em, chứ hàng vớ vẩn vẩn đâu. Rồi xong, em sẽ lên mã tiếp theo nữa nghe anh em. Rồi lên mã tiếp theo anh em. Còn hai cặp nữa anh em. Cặp này nè. Hai màu ra ngao để là Novio anh em. Nè Novio nha, nhưng mà mở bên trong mới biết anh em. Có khi tao mở cái thùng luôn chừng nữa. Rồi. Khui cái coi. Trời ơi con này bự à, này bát 25. Khui ta. À, vậy luôn đó. Đây Novio, con này khá nặng ta, bát 25 anh em, 3 đường tiếng đó. Để quay xung quanh khỏi. Trời ơi, cái dắt nó yêu thương làm sao. Đây chú ý gì đây, We Like hả, con này là bao nhiêu tờ thông số đây anh em. Đó, nói chung hàng này hàng Việt Nam chất lượng cao. Ocodia này anh em nè, hàng liên danh ổ karaoke chứ, nói chung hàng Việt Nam chất lượng cao đó. Novia anh em, ok chưa? Rồi lên giá con này đi. Đồ mới chưa qua sử dụng, bát 25. Đó, khá nặng. Lên giá mã này 38, để con này cho anh em với giá là 800k đi, hên xui mới gửi. Đó, 800k, đồ mới mà, đồ ve chai. Rồi, tới này. Khui luôn coi. Khui vô ngoài coi, lấy cái gì gạch cái rột coi. Đó, xé bứt. Bứt đó. Rồi bắt đầu khui. Ôi trời ơi, bát 25 luôn. Khui ra có bọc. Lấy cái này nguyên dễ không? Nó. Để vô luôn đi. Trời ơi, Novio luôn, cũng bát 25 luôn, 3 đường tiếng con em. Đó, còn hàng trong bọc luôn. Đây nè. Đó, hàng của Korea nghe nè, Korea hàng liên danh không anh em. Đó, hàng Việt Nam gáp liên danh không à. Nói chung lô này liên danh là nhiều. Rồi lên giá đi. Bát 25 nha. Con này đẹp quá, đẹp rồi. Đẹp nè. Đồ như mới, nói chung là như mới luôn, còn gì như mới nữa. Rồi mã này 39. Mấy? 39. Thì em sẽ lên con này cho anh em với giá là 800k luôn đi. 800k luôn anh em. Đó. Anh em thích mua nào mua anh em. Đó, mua nào thì có mã đó anh em ấy nha, chốt nha. Thì cái này bán rồi nè. Lột lại. Đó. Thì nào đây nè anh em, cái cặp này 40 đôi nha. Nãy giờ ở lộn 40 chứ không phải 40 đôi, full 40. Thì con này người ta đã chốt rồi. Đó, chốt rồi. Con mà anh cũng chốt nữa, em cũng soạn sẵn là người ta chốt rồi, rất là nhiều người chốt 40 nha anh em. Đó, em đã soạn sẵn, nhưng mà ông anh đó không có chuyển khoản, thôi để là luôn. Thì em lên lợi con này nha. Con này thì người ta chốt rồi, em chưa gỡ kịp nè. Có một số đơn vừa gọi em đã gỡ cũng được 70% nha anh em, còn 30% chưa gỡ, có gì anh em thông cảm à, có dính cặp này vô chưa gỡ nè. Quá nặng anh em. Đó, nhiều đồ người ta chở không hết. Đó thì có một cặp, còn cặp cuối cùng nè, cặp 40 đôi nè, cũng gian con bên đây thôi, không gì khác nha. Hiểu cũng bị gan thôi anh em nè. Đó, 40 đôi, 40 chứ không phải đôi nha, 40 full 40. Nè, một cặp 40 đôi, ớ 40. Đó, con này thì chép lựu đạn nha. Đó, 40. Rồi lên giá lại đi. Đó, 40 nha. Mã này 40. Mấy? 40. 40 luôn. Ủa mã 40 là 40 luôn hả? Ghi lợi 1 triệu rưỡi đi gan. 1,5 triệu nha. 1,5 triệu. Đó, 1,5 triệu. Còn con bên đây cũng y gan nha, giống thịt nhưng mà tao bán rồi nha. Có ông anh chốt rồi. Ông này xa lắm, chốt rồi nè, cũng y gan thấy không? Nè, đó, một con dưới trên là một cặp. Này một cặp nha, full 40. Đó. Chép thì chép lựu đạn nha anh em, 1 triệu rưỡi. Rồi lên cặp này luôn đi. Lỗ nãy mà có bán cặp này rồi phải không? Thôi lên luôn, lên cặp này luôn, lỡ rồi. Nè, để nè. Ti get me get mu gì nè, gì đó anh em. Đó, bát 30. 30 nha, chép thì chép lựu đạn luôn, lên giá. Lên giá luôn đi. 41. Thì để con này cho anh em với giá là 1 triệu nha anh em. Chép lựu đạn thì phải 1 triệu thôi. Đó, chép lựu đạn là phải 1 triệu. Rồi xong. Em sẽ lên những sản phẩm tiếp theo là mấy con này nha. Mà mấy con mấy khoan mấy đục nè. Đó, mấy khoan đục này kia một số nữa để cho anh em chốt. Rồi xong em sẽ thử con này luôn. Rồi lên mã tiếp theo anh em ơi. Nãy giờ thì chọn mấy cái đồ, thấy mấy đồ đẹp đẹp, lên trước đi, mấy cái kia để tính sau đi. Mất thời gian rồi. Đó, quay này trước ba con cho anh em xài nha anh em. Đó, ba con thông dụng nè. Đầu tiên là con DCK nè anh em. Đó, DCK nè, hàng này của Đài Loan hay gì nè. Đó, nó có hộp chứ anh em. Đó. Rồi khui ra vậy.
Còn bên trong con này giống con khoan nè. Ôi dồi ôi, con khoan ba chức năng nghe nè. Đó, đẹp như mới luôn. Đó. Ok rồi nè. Điện 220 nha. Đó, con này 800W nha anh em. Đó. Rồi. Ok, điện 2 dây nhợ thì gọi gan luôn, gom điện vậy. Mà thử, em thử luôn nha. Thử máy nè. Ôi dồi ôi, cái này đang nó đang ở chế độ khoan đục nha anh em. Khoan không nè. Đó, khoan không nè ha. Khoan đục nè. Đó, con nó đục không nè. Ok chưa? Rồi, tất cả vào đục ok nha anh em. Đó, rồi, rút ra lên giá này đi. Lên thùng nè. Đó, ai không chơi thì mình chơi. DCK nha anh em. Đó, đồ này là đồ còn mới chốc luôn. Ok chưa cái mã này? 42. Mã 42 nha anh em. Đó, 42 em sẽ để con này cho anh em với giá là 600k. 600k cho con DCK này nha anh em. Đó, CK này đã bên, để bên đi. Rồi tới con khoan đục, con đó cũng được nữa. Rồi con đó đi. Con này con cắt gạch nha nè. Đó, con cắt gạch. Cắt gạch hay cắt nước đá, cắt cái gì không biết anh em, là thay lử thôi. Cây Nuo. Đó. Tình trạng là còn ok anh em nè. Lựa mấy con ngon ngon để lên cho anh em cho dễ xài đi. Mấy con kia nó cũng xài được mà nó hơi khó. Đó, con này thì điện thế là 220. Lử là 18 năm anh em nè. Lử 18 tắc 5 nha, 18 cũng được. Công suất 1005, nói chung là công suất 1000 đi. Cho 50 đó. Rồi. Con này điện 220 nha. Ui vô lử bọng nè. Lử này chưa đúng lử nè, nó thay chưa đúng lử nha. Đó, anh em muốn thay lử nhiều lử này cỡ khoảng tắc 6 vậy. Đó. Anh ta thay tắc 6, kệ bà đi. Cũng ta vậy gan vậy thì chơi vậy đi. Cầm điện đi. Khoan. Có kẹt công tắc luôn à. Rồi. Bị kẹt công tắc hơi. Ui giời ơi, nè. Không nạt lửa nha nè. Hơi kẹt công tắc chút xíu. Con này hơi kẹt công tắc chút xíu anh em. Nè. Đó. Rồi hết đó. Nói chung là hơi kẹt công tắc chút xíu. Con này ngon nha. Rồi lên giá này luôn đi. Giờ anh em chịu khó coi công tắc lại, kẹt công tắc chút xíu. Dây nhợ cũng còn ok lắm anh em. Mã này 43. Để con này cho anh em với giá là nhiêu đây? 400k đi. 400k. Rồi xong, để bên, để sau lưng đi. Đó, rồi tiếp tục con này nè. Con này con ba con này con kêu bằng con khoan bê tông nha anh em. Nè. Con khoan bê tông vàng hay gầm. Hiệu là FER. Đó model là E550. Thì con này điện thế là 200W, lộn 200V. Công suất là 900W, mắt in thì trái nịt là China. Đó, ok anh em. Con này nè. Đó, con này cũng còn khá là ok. Mũi mồng này kia nè. Các kiểu đó. Nè xuống còn chơi nghe nè. Đó. Con này thì nó hai ba chức năng gì đấy, không biết chức năng gì nữa. Ô, không biết đâu, rồi gầm điện đi, coi nó chạy không được rồi. Úi dồi ôi. Rồi này vừa khoan vừa đục rồi, để khoan từ từ để tôi coi còn chức năng nào nữa không. Rồi đó, nói gì đó anh em, không biết còn chức năng nào không nha. Dặn tao thấy nó bựa rồi ta. Ờ, ra được rồi nè. Đó. Nó chạy lại liền. Rồi lên giá con này luôn đi. Hên xui mày gửi đi. Lên giá luôn. Lên giá anh em. Rồi mã này 44. Thì em sẽ để con này cho anh em với giá là, giá nhiều rồi. Để cho anh em với giá là 600k luôn. Đó, về cho anh em coi có khắc phục gì thêm không. Đó, thấy xài được cái đó. Nhưng mà không biết cái nút ná này tùm lum như anh em. Đó. Rồi mã 44, 600k cho khoan đục này đã đi qua. Bắt đầu em sẽ test cái con này nghe nè, test cặp full đây nè. Anh em, đó. Em sẽ thử cho anh em cái này nghe nè. Đó, con này là của nó là, con này của nó là con gì đây, con đẩy nghe nè. Con đẩy để nè, EVBS 2400. Đó, 1600 nhân 2 nghe nè. Lát mở cho anh em xem bên trong luôn. Con này mới nghe, chưa qua sử dụng. Đây, một cặp thùng của nó nè. Đó, nó đứng như vậy nghe nè. Đó, ok nha, Novio. Đó, 4 con bát. Tí nữa em mở cho anh em xem bên trong luôn. Chơi là chơi hết bài nha anh em. Cái vỏ thùng thì khỏi bàn để quay xung quanh cho anh em. Con này thì chỉ có con đường là em để 4 bánh xe thôi nha. Để chứ không ngồi là không đường nào mà khi nổ vô nè anh em. Nó đẹp như vậy nha. Đó, đẹp từng chi tiết luôn nha em. Ok chưa? Nè. Sau đó nó để di bên lờ. Đó. Uta vậy nè. Đó, nói chung mấy con này hàng liên danh thôi nha anh em. Đó. Ok. Vỏ thùng thì đẹp chứ lắm. 40 đôi. Đó, một không trà bá lửa luôn.
đó. Thì em kết hợp con đẩy nó luôn. Con đẩy này thì không có cái gì để hát, em lấy con mượn con âm ly nha nè. Con âm ly làm mặt gầy để chỉnh thôi. Đó. Nè, đang kết nối này nè. Đó, từ cái con đẩy này nha, kết nối xuống con âm ly nè. Thấy chưa? Ra công sức của nó, ra công sức thì của con đẩy. Trời, để nghe máy cái quay lại anh em ơi. Rồi tiếp tục anh em ơi, tiếp tục nha. Đó. Thì có một bà gì. Ôi giời, bà bán số nào đưa lại anh cọc cho mình luôn. 50 tờ để luôn nè. Đó. Anh nào ủng hộ em nha. Nói chung mua rồi để đây đi nè. Đó, ủng hộ thôi nha, lâu lâu muốn mua một lần. 1 2 năm muốn mua một lần, mua một lần gì? 50 tấm. Rồi. Bây giờ em sẽ test nhạc anh em. Test với cặp loa này nha, cặp loa này nè. Cặp loa đỉnh. Rồi bắt đầu em bắt nguồn lên. Cái này là nó hai kênh, hai nguồn hai bên nè. Một cái lên ha, nhảy lên nè. Đó, rồi tới cái này. Lên nè. Nhảy lên. Đó thì em bắt con chỉnh mặt gầy dưới anh em. Đó, ok chưa? Bắt lớn này hết đi. Đó. Đây em đang sử dụng nhạc, nhạc dữ nghe nè. Bắt lớn cái coi. Bắt hát con bên nè, cái này hát con bên nè. Gột gạt con nút này gạt con bên nè. Nè chớp con bên nè. Hai bên nè, hai bên. Ủa dồi, quánh nhà sập luôn nè. Ủa dồi. Quá dữ rồi. Quánh nhà cửa sập hết trơn. Chơi nhạc khác đi, chơi nhạc này quánh quá trời quánh rồi. Bắt lớn luôn lên lỡ rồi. Chơi nhà khác anh em. Ôi trời ơi. Có nhà khác đi. Quá dữ rồi, nhạc trước đầu lắm anh em. Cái mặt nhạc trữ tình kia trời. Nói chung nhạc gì đi coi. Quá nhạc trước đầu anh em, sao mạng yếu quá. Đó. Tàn vô nghe nghe nhạc giật không à. Thử cái nữa coi. Thôi nhiêu thôi anh em, tắt anh em. Đó. Quánh hầu sớm ghiền chết hết, không ai sống nổi đâu. Đó. Ok anh em. Quá dữ rồi, quá nguy hiểm. Rồi, bắt đầu em sẽ mở từ em. Mở ra từ em rồi lên giá nghe nè. Rồi anh em, sau khi mở bên trong, để mở bên trong nha. Bắt đầu khui cái quay ơi. Con này quánh cái ghê ta. Khui. Ủa dồi ôi, bên trong đó nghe nè. Đó, hai nguồn điện chà bá luôn. Nguồn điện chắc có 25 30 ampe vậy nè. Sò nè anh em. Đó, sò là sò Toshiba. Tủ bên đây 6 là 12 tủ. Nói chung đồ mới can luôn nha anh em. Chưa sử dụng mà đồ mới luôn mà. Thì 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 với 12 là 24 sò nha anh em. Đó, 24 sò. Rồi lên giá nó luôn đi. Lên giá lợi nha anh em. Tại bên trong em chưa biết con gì cho em clip vừa rồi em lên tới 3 triệu. Thì anh em lên lợi nha. Hên xui mới gửi mà. Mình chơi cái gì cũng phải có gì, có sự hên xui. Lên đi đó, lát gỡ ra. Rồi mã này 45. Mã này mã 45 nha anh em. 45 em sẽ đẩy con này cho anh em với giá là 2,5 triệu đi. Clip vừa rồi thì lên 2-3 triệu tại em chưa coi được. Bây giờ coi rồi bên trong đàng hoàng. Test nhạc cho anh em hát tốt hết trơn đàng hoàng. Thì để cho anh em với giá là 2,5 triệu nha anh em. Rồi xong em sẽ mở con này cho anh em xem bên trong một cái luôn. Rồi nè anh em. Đó. Em mở bên trong nha anh em. Ê cần nó cỡ này nè. Vậy nha. Đó. Lo của nó anh em biết rồi ha. Nè. Ôi dồi. Chép đỉnh chứ đẹp bự lắm nha anh em. Đồ mới chưa qua sử dụng cái bụi nè. Thấy chưa anh em? Đó, bát nó đẹp nè. Đẹp thấy ghê không? Thì bốn coi gan nhau anh em nè. Đẹp như mới luôn. Rồi cầm nhẹ lên các bạn. Mở ra ngoài được không? Dở lên đi. Quay lại. Ồ được. Rồi. Ủa vui. Nè anh em. Không càng là mấy đi. Hình như 750 anh em nè. Chào bá ha. Đó, ok. Vỏ thùng nó đẹp như mới nè. Con này cool. Cool con này cũng vừa nè, chắc cỡ 60 quá. Rồi úp lại ra. Đó. Củ từ này con này có khoảng là 17 nè. Lấy thước đo này. Rồi đúng 17 luôn. 17. 17 cuôn chắc có khoảng 60-62 nè. Rồi đó anh em. Ok nha. Xương sắt nha nè. Ê lột xương nhôm nha. Rồi đỉnh con chớp. Rồi em sẽ lên giá này lại nha nè. Đó. Hơn xưa mấy gửi mà. Em chưa mở bên trong. Mở bên trong thì mình lên giá lại nha. Lên cặp này nha nè. Đỉnh nha. Rồi lên giá đi, lên hông này đi. Có vỏ thùng nó đẹp chứ lắm, cái đẹp đi như mới luôn á. Rồi mã này 46. Con này quánh tiếng rất sáng anh em. Thì em sẽ để con này cho anh em với giá là nhiêu rồi. Để cho anh em với giá là 5,5 triệu cái nè. 5,5 triệu đi. Đó.
5,5 triệu anh em. Tất cả những sản phẩm ưu tiên cho anh em chuyển khoản nha, không bao ship cho anh em nha. Đó. Thì đồ hơi xui mới rủi mà mở ra thì không trúng thì thôi, trúng thì lên giá cao, chứ con này thì nó cũng xài quánh full là quánh rất mạnh anh em, quánh mạnh lắm. Rồi. Thì hôm nay lên chỉ nhiêu thôi anh em. Rồi không nói dài dòng nữa. Đó anh em thấy video hay hút thì anh em cho mình một like anh em, một chia sẻ, một đăng ký kênh để em có nhiều động lực ra nhiều video hay và săn hàng yêu thương anh em. Rồi bye bye anh em. Hẹn anh em những video tiếp theo nha. Bye bye anh em.